Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, đồng thời tạm giữ đối với Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng tham gia nhóm cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào trưa hôm 3 tháng 3, cướp đi một số lượng lớn vàng theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm truy xét các đối tượng gây án, qua đó nhận định nhóm cướp có 4 thanh niên sử dụng súng để uy hiếp chủ tiệm vàng cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 giờ đồng hồ gây án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp đó, cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng Trần Quang Triệu là đồng phạm tham gia cướp nên vận động đầu thú. Đến ngày 6 tháng 3, Triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản của mình và đồng bọn. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1995, quê Bà Rịa Vũng Tàu, do đã giúp nhóm này tiêu thụ số vàng đi cướp. Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội rồi kết nối bằng bạc với nhau đi cướp tiệm vàng. Các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được. Về hai đồng phạm trong vụ cướp còn lại, hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đã xác định được, hiện đang tổ chức truy bắt. Công an cũng đề nghị các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, nhóm 4 đối tượng trên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Các đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng. Khi thực hiện cướp, các đối tượng làm rất nhanh. Chọn tủ có nhiều vàng và trọng lượng lớn, ước chừng số vàng bị cướp trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi gây án, nhóm người đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người của tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô đồng thời trình báo cơ quan chức năng theo ghi nhận, các đối tượng đều mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, che kính mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị xã Trân Thành vào trưa ngày 9 tháng 3. Người gây án là Nguyễn Đức Thiện Tâm, sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang, còn nạn nhân là chị Hát, vợ cũ của Tâm. Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu, Tâm và chị PTKH sinh năm 1978, quê Đồng Tháp, từng là vợ chồng và có con với nhau, hai người con. Sau khi ly hôn, hai người con ở cùng chị Hát tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Còn Tâm ở tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm thừa nhận, mặc dù đã ly hôn, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và có nói chuyện. Trong thời gian này, hai người xảy ra mâu thuẫn, bực tức Tâm đến tìm chị Hát để giải quyết. Đầu giờ chiều 9 tháng 3, Tâm chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước gặp vợ cũ, Trước khi đi, Tâm đã chuẩn bị dao ngắn và dao rựa dài. Tại đây, lời qua tiếng lại, Tâm dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ cũ, khiến người này tử vong tại chỗ. Như đã đưa tin trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh người phụ nữ ngay bên đường. Thấy vậy, người dân chạy lại can ngăn thì bị đối tượng này hù dọa. Người đàn ông này còn chạy lại xe máy lấy một con dao rựa tiếp tục chém người phụ nữ đang bò dưới đất. Thấy đối tượng quá hung hăng nên người xung quanh không dám chạy lại can ngăn mà dùng ghế nhựa thang cây dài ném người đàn ông. Trong video, còn có một đứa bé chạy lại can ngăn quỳ lại nhưng người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chém người phụ nữ. Đến khi người phụ nữ nằm bất động thì người đàn ông này mới bỏ đi. Sự việc được xác định xảy ra tại một con đường ở phường Hưng Long, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Từ video, một số người đã cho rằng đây là vụ hỗn chiến. Tuy nhiên, theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước, đây không phải là vụ hỗn chiến như mạng xã hội chia sẻ, mà là chồng sát hại vợ cũ. Đối tượng đã đến công an đầu thú. Mới đây, theo Bộ Công an cho biết, khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và Đồng Phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can là cán bộ, lãnh đạo, bí thư, chủ tịch, cựu chủ tịch các tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi đã có nhiều ý kiến thắc mắc về việc vì sao cùng là các cán bộ nhận quà tiền của doanh nghiệp nhưng có thể bị xử lý về các tội danh khác nhau có khi chỉ bị kỷ luật về vấn đề này theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đánh giá tội nhận hối lộ là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ tội danh này xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động công vụ gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước xói mòn niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền bởi vậy, trong thời gian qua, không ít các cán bộ đã bị xử lý về tội danh này trong các đại án tham nhũng. Trong nhóm tội phạm về tham nhũng thì có nhiều tội danh khác nhau như tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, nhận hối lộ thường kéo theo tội đưa hối lộ môi giới hối lộ. Đó là những hành vi có tính chất thỏa thuận giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ và chuyển giao lợi ích cũng theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, theo quy định của Đảng và pháp luật về phòng chống tham nhũng thì cán bộ lãnh đạo người có chức vụ quyền hạn không được nhận quà, lợi ích từ cấp dưới hoặc từ các tổ chức cá nhân trong phạm vi quản lý của mình. Bởi vậy trường hợp cán bộ lãnh đạo nhận quà của cấp dưới hoặc của tổ chức cá nhân do mình quản lý thì tùy vào từng trường hợp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi nhận quà trái với quy định mà chưa thực hiện hành vi trái pháp luật và không có sự thỏa thuận với người đưa quà về công việc phải làm thì người nhận quà sẽ bị xử lý kỷ luật. Trường hợp có sự thỏa thuận giữa người tặng quà, cá nhân, tổ chức và người nhận quà, người có chức vụ quyền hạn về công việc phải làm, giá trị lợi ích sẽ chuyển giao thì đây là hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Người thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ sẽ bị xử lý hình sự theo điều 364 và 365 Bộ luật hình sự. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua mở rộng điều tra đại án đăng kiểm, đơn vị đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, sản xuất mua bán trao đổi tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới ở nhiều tỉnh thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các lệnh và quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn thi hành. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời báo cáo Bộ Công an kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương góp phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới, vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.